Tiệm cà phê 1991 là một quán cà phê vintage có sức hút mãnh liệt với những tín đồ yêu thích chụp ảnh. Thoạt nhìn qua, bạn sẽ tưởng quán khá nhỏ, nhưng khi đi vào bên trong, chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ bởi không gian quán vô cùng rộng rãi, mát mẻ vô cùng. Với thiết kế 2 tầng thoáng mát cùng với những ánh đèn vàng nhấp nháy, tiệm cà phê 1991 thực sự là điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi. Điểm cộng lớn của quán là có rất nhiều cây xanh bên trong khuôn viên, vừa là vật dụng trang trí vừa giúp che nắng hiệu quả. Không chỉ có không gian xanh mát, tiệm cà phê 1991 còn sở hữu menu đồ uống đa dạng, do đó quán lúc nào cũng rất đông khách ghé thăm. Đến với quán, bạn có thể thưởng thức những ly cà phê rang xay nguyên chất, cà phê sữa hay các loại sinh tố, nước ép trái cây. Tuy chỉ là những món uống đơn giản nhưng lại được tiệm cà phê 1991 pha chế theo công thức riêng biệt cùng với nguyên liệu tươi ngon. Những ly nước ép thơm ngon là món giải nhiệt không thể thiếu trong mùa hè. Một ly nước ép cà chua với màu đỏ đẹp mắt kết hợp cùng với hương vị chua chua, ngọt ngọt sẽ cung cấp cho bạn nhiều chất dinh dưỡng cho ngày nắng nóng. Việc giảm cân chưa bao giờ đơn giản hơn với công thức nước ép táo chua ngọt đặc trưng của quán. Ngoài ra, trà trái cây và trà sữa cũng là sự lựa chọn không thể bỏ qua khi ghé tiệm cà phê 1991 bạn nhé. Thưởng thức những ly trà trái cây mát lạnh giải nhiệt trong cái nắng oi bức hay những ly trà sữa béo ngậy thì còn gì tuyệt vời hơn.